Một địa điểm trên đường Lạc Long Quân, cây cổ thụ khá to đổ kéo theo cả cột điện. 20 hộ dân xung quanh bị mất điện cục bộ. Ngay lập tức, lực lượng công nhân ngành điện có mặt để khắc phục kịp thời. Thì dự kiến khoảng trong sáng nay là điện lực Tây Hồ sẽ khắc phục xong. Thế còn từ đêm qua đến giờ thì số lượng cây đổ vào đường dây hạ thế cũng rất nhiều, thì điện lực đã phối hợp với các ban nhân dân phường và quận thực hiện là sa thải điện tạm thời và cắt cây và khôi phục điện trở lại. Thì đối với lưới trung thế 22 kV thì toàn quận là không xảy ra mất điện. Có 45 phút có điện lại. Có 45 phút nhé. Cái tính nhạy bén và cái tính chiến đấu cao của cái lực lượng đó là tuyệt vời đấy. Theo thống kê của EVN Hà Nội, tính đến 7 giờ sáng nay, toàn thành phố đã có 12 tuyến đường dây, một trạm biến áp 110 kV, 335 lộ đường dây trung thế và 6 trạm biến áp bị sự cố. 101 cột điện đã gãy đổ. Ngay sau cơn bão đi qua, EVN Hà Nội đã khẩn trương khôi phục 12 tuyến đường dây 110 kV và 194 lộ đường dây trung áp. Đặc biệt, việc khắc phục sự cố cấp điện cho các trạm bơm tiêu trên địa bàn thủ đô được tập trung. Hiện nay thì qua triển khai khắc phục thì chúng tôi đã đóng điện trở lại được 296 trên 329 trạm và tiếp tục khắc phục 33 trạm còn lại trong ngày hôm nay và chậm nhất là đêm hôm nay sẽ có điện lại cho các trạm bơm và tập trung để bơm tiêu thoát nước để đảm bảo các hoạt động sinh hoạt của nhân dân cũng như là đảm bảo cái vụ hoa màu của bà con. Hiện tại, EVN Hà Nội huy động hàng nghìn cán bộ công nhân viên tham gia công tác khắc phục sự cố điện. Công tác khôi phục cung ứng điện đang được tiến hành khẩn trương tại các khu vực thiệt hại với mục tiêu nhanh chóng đưa lưới điện hoạt động ổn định trở lại.